Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng hòa mình vào thiên nhiên với BB Travel, trải nghiệm một resort xanh giữa lòng Phú Quốc nha. Vì hướng đến Eco Green nên mọi dịch vụ ở đây đều sẽ sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường nè. Không gian được thiết kế rộng rãi, thoáng mát, nội thất mang phong cách rustic đơn giản, rất tinh tế và hiện đại nha. Thích nhất ở đây phải nói là khoảng sân vườn xanh với hồ bơi vô cực xịn lắm nha mọi người. Hồ bơi có chỗ cho mấy bà tắm nắng, sân vườn xung quanh có dịch vụ barbecue picnic nè. Chỗ này mà chụp hình sống ảo là đỉnh luôn nha. Góc nào cũng đẹp hết trơn á. À, hiện tại BB Travel đang có combo phòng và tour đảo với giá cực kỳ hời luôn, số lượng có hạn nha. Công suất ở đây tới 57 phòng lận với nhiều hạng phòng lắm nè. Cùng BB Travel điểm qua vài hạng phòng xem thế nào nha. Đầu tiên là hạng phòng Villa Triple Garden View. Phòng này thì nằm dưới trệt hướng thẳng ra vườn, đi bộ vài bước là ra tới hồ bơi nha. Phòng bao gồm một giường đôi và một giường đơn. Phải nói là tôi cực kỳ ấn tượng với phòng này vì thiết kế cực kỳ xịn luôn. Đơn giản thôi nhưng vẫn rất là sang trọng đó. Phòng sẽ được trang bị rượu vang, trái cây theo mùa đặc sản nè, nước uống kiềm tốt cho sức khỏe, cà phê và trà, còn có đồ ăn vặt cho mọi người nhâm nhi nữa nha. Điểm tôi thích nhất của phòng này là bồn tắm, đi couple nữa là bá cháy luôn. Có áo ngủ nữa nè. Phòng còn trang bị cho mình sữa tắm, dầu gội, da cạo râu, muối tắm đầy đủ, rất là tiện nghi luôn nha. Phải nói đây là căn phòng mơ ước luôn á trời. Tiếp theo sẽ là hạng phòng Deluxe Double Sea View, phòng hướng ra biển, thiết kế tông gỗ ấm, kiểu cũng khá là vintage đó mọi người, lãng mạn ấm áp nha. Nhà tắm kính, có rèm và đầy đủ đồ dùng cá nhân. À, mọi người có để ý là mọi đồ dùng đều bằng vật liệu thân thiện với môi trường không? Không có sử dụng nhựa đâu nha. Phòng có tủ lạnh với đầy đủ các loại thức uống luôn. Giờ là mình qua hạng phòng dành cho những đôi bạn đi với nhau nè, Deluxe Twin Sea View. Chỉ khác mỗi là phòng 2 giường đơn, thiết kế nhẹ nhàng thanh lịch. Tiếp theo cùng BB Travel xuống khu vực nhà hàng của resort nha. Nhà hàng sẽ bày trí theo dạng buffet sang trọng với quầy bar, view nhìn ra vườn và hồ cá. Ngoài ra, resort còn có các dịch vụ khác như gym, spa, bistro và theo dõi bay thường xuyên, sẽ có những workshop rất thú vị chờ đón mọi người tham gia đó. Kết lại là tôi thấy Tom Hill là lựa chọn tuyệt vời để nghỉ dưỡng và cho các tín đồ của hệ Eco Green nha. Để được tư vấn chi tiết thì các bạn inbox cho Bay BB Travel để biết thêm thông tin nè. Bye bye!